tất cả các chị. Hôm nay em xin giới thiệu với các chị cái mẫu áo bầu mới nhất của bên em nha các chị nha. Như là mẫu em đang mặc đây. Giá gốc của chiếc áo này đang có giá là 350.000, nhưng đợt này có giá khuyến mại là 320.000 và có số lượng rất là có hạn nha các chị nha. Nên các chị hãy nhanh tay để đặt hàng cho em ạ. Như chiếc áo này của em thì sẽ có 3 màu tất cả, như màu khaki hồng em đang mặc rất là nữ tính này, và đây là màu xanh ngọc bích, và màu đen thì cũng rất là cơ bản để các chị có thể pick đồ nhá. Đấy, cái màu áo này của em thì mình có thể là mặc bầu cũng được, rất là rộng thoải mái cho em này. Và kể cả như em là không bầu đây thì mình mặc phối đồ công sở đi làm đều được nha các chị nha. Và chiếc áo này ở đây là một cái cúc ngực đây, các chị có thể cởi ra cho bé tì rất là tiện lợi này. Áo này của bên em thì sẽ mặc được hai kiểu ạ. Như em đang mặc là cổ V nha các chị nha. Mình có thể là xoay ngược lại mặc cho em cái cổ vuông này các bạn. Đây ạ, rất là đẹp luôn nha các chị nha, cực kỳ là tiện này. Và mình có thể là like fanpage cho em, snap ở trên Facebook cũng như là ở trên Shopee để có thể xem nhiều đồ bầu cũng như là quần áo, váy vóc nha các chị nha. Như chiếc quần như em đang mặc đây thì cũng là quần bầu, cũng là quần của shop thôi ạ. Em cảm ơn tất cả các chị rất nhiều nha.